chung mâm, cùng chiếu, nhưng không cùng chung chí hướng. Lộ đạt tôi thì nóng tính, nhưng thấy trước một ngày mai, đây huynh chia rẽ, hai ngã cánh tà. Lâm huynh thì mê quan chức, còn lộ đạt tôi thì thề bất động đế thiên, với bọn vô quan những kẻ ác gian. Huynh có quyền hành hiệp, nhưng không quyền sát hại. Luật nước giúp phép vua giết người quả sát nhân. Yến Thanh ở giữa nhắc dị dị bạn hiền, đời là rượu đắng càng say lòng. Cứ vui bên nhau rượu càng đắng càng ngon, đời càng khó càng vui. Ghét, ta ghét lý sự, thích nói sự thật. Giết kẻ ác vàng ta thấy sướng tài. Coi kìa các quân tử, công đâu đâu gió mồm. Đây thức ăn thượng phẩm của người đẹp lầu hồng. Sư sư cô nương mời chư vị nếm qua, chúc tài mọn nửa câu. Giảng tạ Lâm phu nhân chớ ngại, chuyện nhậu với ăn lỗ đạt không đợi mời lâu.